Rồi, chào mọi người nha. Chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến. Rồi, hôm nay cũng không có quay clip ha. Mình cũng hơi bận. Đó là có làm mấy đơn hàng của anh em mà mình không có quay clip. Rồi, cái máy này là cái máy 6HE42 ha. Cái máy này là của anh Thanh. Thì anh Thanh lúc trước có mua ý, anh Thanh có gửi cho mình cây 4 phết lớn mình nâng cấp lại ha. Đó, giờ anh đặt mình thêm cây 6 phết. Anh Thanh ở huyện Phong Điền của tỉnh Cần Thơ nha. Rồi, thì đây là 6 phết. Máy mình sử dụng cặp tụ rất là xịn nha. Tụ hàng tháo máy mà tụ rất là mới luôn, rất là chất luôn. Thì nói chung là phết lưng đồng nha anh em. Mình sử dụng phết 80-70 nha. Nó cũng tương đương tầm với phết 3205 thôi. Nói chung là phết mình sử dụng phết này rồi đó giờ rất là trâu lì. Rồi. À, cặp đỏ là dương, xanh âm ha. Thì máy này cũng như những cái máy khác mình làm thôi. Nút đỏ là chỉnh mạnh yếu nè. Nút xanh dương là chỉnh đu ti nè. Đó. Rồi cọc đỏ là giật, đen là ra mát ha. Thì nhiều lúc mình quay mình không có ấy rượu bên trong cho anh em xem thì nè ha. Đó. Thì mình có sao ấy vậy thôi. Rồi mình giờ mình test máy nha. Nhiều lúc mình quay mình không có mở ra tại vì mất thời gian quá, chứ mình không có thời gian. Quả chạy rất là im ha. À. Rồi mình sẽ test máy nha. Cái đồng máy mình test cho nó chạy rồi. Tại vì mức chế độ nó mức cao nhất luôn đi. À, có phần cũng dập dọc hơi nhạy để mình tăng lên tí xíu. À, máy nó đang tải 2 kg anh em, máy tải 2 kg ha, 2 kg nó ngắt ha, tại ở vùng nước ở Cần Thơ thì nó không ấy ha. Đây là mức mạnh nhất, rồi bật lên trọng xung nè, đu ti mỏng nè, đu ti dày nè. Mạnh yếu nè. Thì về anh em đánh chỉnh đô ti này không quen á thì anh em dặn cái này maximum rồi chỉnh mạnh yếu thôi ha. Còn nếu anh em mà biết kết hợp thì đánh lốc trê đó, rồi á thì đô ti khoảng 60-70% tới 80 đó. Đánh tổng hợp thì dặn dày lên. Rồi, nói chung là máy anh đã an toàn ha. Để mình test cái phần chống dập dọc luôn. Nhạc ha. Rất là nhạy ha. Rồi, máy của anh đã an toàn ha. À, thì anh em nào có cần nâng cấp máy, sửa chữa máy, rồi đạp máy mới thì liên hệ mình ha. Mình tư vấn. Rồi, em chào tạm biệt mọi người nha.